An ninh Đà Nẵng được phát định kỳ hàng tuần trên kênh Đà Nẵng TV. Chương trình tuần này sẽ có những nội dung chính đáng chú ý sau đây. Phá án, công an quận Cẩm Lệ bắt đối tượng mạo danh Grab, giả làm nhân viên giao hàng để đột nhập trộm cắp tài sản. Ống kính phóng viên phản ánh tình trạng xe điện chở khách du lịch vi phạm giao thông, tiềm ẩn nguy cơ gây ra tai nạn. Bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 3 tháng 8, đoàn khảo sát số 2, tổ biên tập xây dựng đề án tổng kết nghị quyết Trung ương 8, khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới do Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an làm tổ trưởng đã có buổi làm việc với Thành ủy Đà Nẵng. Sau khi nghe lãnh đạo thành phố Đà Nẵng báo cáo kết quả 10 năm triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 trên địa bàn thành phố, bài học kinh nghiệm và những phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, Thứ trưởng Lương Tam Quang đánh giá cao tinh thần trách nhiệm cũng như nỗ lực và kết quả thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng gắn với phát triển kinh tế và đảm bảo quốc phòng an ninh. Đồng chí Thứ trưởng cũng đề nghị thành phố Đà Nẵng khắc phục một số hạn chế, khuyết điểm, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết, đồng thời nhất trí với một số kiến nghị, đề xuất của thành phố Đà Nẵng về mục tiêu, quan điểm, phương châm chỉ đạo, nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Trong hai ngày 4 và 5 tháng 8, Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh niên Công an thành phố Đà Nẵng lần thứ 14 diễn ra thành công tốt đẹp với sự tham dự của hơn 200 đại biểu thanh niên ưu tú đến từ 26 cơ sở đoàn trực thuộc và 100 đại biểu khách mời. Khẩu hiệu hành động của nhiệm kỳ là tuổi trẻ công an thành phố Đà Nẵng đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, xung kích, tình nguyện. Với tinh thần xung kích, trí tuệ, sáng tạo của tuổi trẻ, tổ chức đoàn và đoàn viên thanh niên công an thành phố đã luôn phát huy truyền thống đâu đảng cần, thanh niên có, việc gì khó có thanh niên, tích cực đấu tranh phòng chống các loại tội phạm và bảo vệ an ninh trật tự, tích cực tham gia nhiệt huyết các phong trào thi đua, cuộc vận động. Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chung sức vì cộng đồng đã góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an cách mạng vì nhân dân phục vụ. Phát biểu tại đại hội, Đại tá Trần Đình Liên, Phó Giám đốc Công an thành phố đề nghị các đồng chí được tín nhiệm bầu vào ban chấp hành cần phát huy năng lực, bản lĩnh, trí tuệ, năng lực nhiệt huyết, gương mẫu đi đầu, đồng tâm hiệp lực để tiếp tục tham mưu cho Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố, lãnh đạo công an các đơn vị địa phương chỉ đạo hiệu quả công tác thanh niên, đồng thời tổ chức hướng dẫn phong trào thanh niên công an thành phố tiếp tục phát triển, đạt những thành tích, kết quả to lớn. Đại diện Thành đoàn Đà Nẵng, anh Nguyễn Bá Duân, Phó Bí thư Thành đoàn, biểu dương ghi nhận những thành tích nổi bật của thanh niên công an, luôn là lực lượng đi đầu, có nhiều thành tích trong phát huy khả năng sáng tạo, phát huy kiến thức trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp sức cho cộng đồng. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Công an thành phố, nhiệm kỳ 2022-2027, gồm 28 đồng chí. Thiếu tá Hồ Đình Trí được tín nhiệm bầu làm Bí thư Đoàn Thanh niên. Phấn đấu đến hết tháng 8 năm 2022, hoàn thành việc thu nhận hồ sơ đề nghị cấp căn cước công dân có gắn chip cho 100% nhân khẩu thường trú trên địa bàn. Đó là chỉ đạo của Đại tá Phan Văn Dũng, Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng tại hội nghị đánh giá tình hình kết quả thực hiện dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và quản lý cấp sản xuất căn cước công dân và đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, gọi tắt là đề án 06. Đại tá Phan Văn Dũng ghi nhận, biểu dương những nỗ lực cố gắng của các lực lượng công an từ thành phố đến cơ sở trong việc tập trung lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được giao trong triển khai thực hiện hai dự án và đề án 06. Qua đó đã đạt được những kết quả nhất định. Nổi bật là đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu làm sạch dữ liệu thông tin công dân đợt 2. Số lượng hồ sơ đăng ký cư trú quá hạn giảm, tập trung thu nhận hồ sơ đề nghị cấp căn cước công dân cho học sinh phục vụ thi tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông quốc gia. Việc trả thẻ căn cước công dân đạt tỷ lệ cao. Để kịp thời khắc phục những tồn tại hạn chế, lãnh đạo công an thành phố đề nghị công an các đơn vị địa phương thường xuyên rà soát những bất cập, vướng mắc trong quá trình thực hiện để báo cáo đề xuất Bộ Công an thành phố hướng dẫn giải quyết theo thẩm quyền. Phấn đấu đến ngày 30 tháng 8 hoàn thành việc thu nhận hồ sơ đề nghị cấp căn cước công dân có gắn chip cho 100% số nhân khẩu thường trú đủ điều kiện cấp căn cước công dân trên địa bàn thành phố. Tiếp theo là một số tin tức an ninh trật tự đáng chú ý trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong tuần qua.
Ngày 1 tháng 8, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã bắt giữ Mai Nữ Lan Ngọc, 41 tuổi, trú quận Ngũ Hành Sơn, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vào tháng 12 năm 2020, bà Ngọc nói với bị hại có quen biết với người làm ở Bộ Công an, có thể lo liệu pháp lý lô đất có giá trị cao ở khu vực đầu cầu Tuyên Sơn ở quận Hải Châu, rộng hơn 3.900 m2 với giá 20 tỷ đồng. Thời điểm này, lô đất trên đang vướng phải các thủ tục pháp lý nên không thể mua bán. 15 ngày sau, Ngọc không thực hiện được như đã nói trên nên đã trả lại 10 tỷ đồng. Số tiền còn lại, Ngọc nhiều lần hứa hẹn nhưng không trả. Qua làm việc với cơ quan công an, Ngọc thừa nhận hành vi và cam kết trả nhưng sau đó bỏ đi khỏi địa phương. Ngày 20 tháng 6, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Đà Nẵng khởi tố bị can đối với Mai Nữ Lan Ngọc. Tuy nhiên, người phụ nữ này đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú nên cơ quan điều tra ra lệnh truy nã đặc biệt toàn quốc đối với Ngọc. Ngày 1 tháng 8, công an quận Liên Chiểu bắt khẩn cấp hai bị can cùng trú quận Liên Chiểu gồm Phan Phú Đông 33 tuổi và Lê Thiên Tú 43 tuổi về hành vi trộm cắp tài sản. Rạng sáng ngày 27 tháng 7, tổ tuần tra của công an phường Hòa Minh quận Liên Chiểu phát hiện Đông và Tú có nhiều biểu hiện khả nghi nên tiến hành kiểm tra hành chính và mời về cơ quan công an làm việc. Qua đấu tranh, cả hai khai nhận vừa đến đường Bầu Năng thấy một container không có người trông coi, liền tìm cách cắt khóa và trộm cắp phần lớn là vật liệu dùng cho việc xây dựng. Toàn bộ số tài sản trộm cắp này được Đông và Tú dùng xe bò lấy trộm được gần đó vận chuyển về nhà cất giấu. Chiều ngày 30 tháng 7, đội cảnh sát kinh tế công an quận Liên Chiểu phối hợp với trạm cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Hiệp thuộc phòng cảnh sát giao thông công an thành phố kiểm tra ô tô tải mang biển kiểm soát 76C04584 lưu thông trên quốc lộ 1 khi vừa qua hầm đường bộ Hải Vân. Xe tải do ông Nguyễn Ngọc Nghĩa, 35 tuổi, trú tỉnh Bắc Ninh điều khiển. Lúc này trên xe đang vận chuyển số lượng lớn hàng hóa có xuất xứ từ nước ngoài, gồm 1.979 sản phẩm nhưng không có hóa đơn chứng từ, giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hợp lệ. Số hàng hóa trên xe đa phần là sản phẩm làm đẹp cho phụ nữ như mỹ phẩm, thực phẩm chức năng. Ngoài ra còn có các loại động cơ, máy bơm, đồ chơi trẻ em, máy tập thể dục. Tài xế cho biết xe chở hàng từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh, dọc đường có trả hàng ở nhiều tỉnh thành theo yêu cầu của người gửi. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố vừa phát hiện và bắt quả tang Huỳnh Bá Thanh Sung, 34 tuổi, trú quận Ngũ Hành Sơn, để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Vốn từng chấp hành án phạt tù 8 năm về tội mua bán trái phép chất ma túy, nên Sung rất tinh vi, lọc lõi trong mọi hành động. Sung ngụy trang giấu ma túy trong các gói đồ ăn, thức uống bình thường, rồi dán kín lại, hiếm khi đi giao hàng trực tiếp, mà thường thuê shipper công nghệ đi giao. Sau thời gian theo dõi, ngày 27 tháng 7, tại ngã tư Hồ Xuân Hương, Ngũ Hành Sơn, Phòng Cảnh sát Ma túy phối hợp với Công an quận Ngũ Hành Sơn tiến hành bắt quả tang Huỳnh Bá Thanh Sung, thu giữ một gói ma túy đá. Khám xét nơi ở của Sung trên đường Dương Thị Xuân Quý, thu giữ thêm khoảng 20 gram ma túy đá, một cân điện tử, tổng trọng lượng khoảng 25 gram ma túy đá. Thưa quý vị và các bạn, khoác áo tài xế công nghệ để đi giao hàng, vỏ bọc hoàn hảo để một kẻ trộm có thể thăm dò và đột nhập vào hàng loạt nhà dân lấy cắp tài sản. Chỉ hơn 2 ngày vào cuộc truy xét, công an quận Cẩm Lệ đã phát hiện ra tung tích và bắt khẩn cấp thủ phạm gây ra các vụ trộm cắp nói trên, mang lại niềm tin cho quần chúng nhân dân. Đây là đoạn camera của một nhà dân trú phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ ghi lại được vào tối ngày 20 tháng 7. Một nam thanh niên đột nhập vào nhà và lấy đi số lượng lớn khoảng 80 triệu đồng tiền mặt mà chủ nhà cất trong túi xách. Sự việc nhanh chóng được đội cảnh sát hình sự công an quận Cẩm Lệ tiếp nhận và lên phương án truy xét. Đối tượng rất tinh vi khi ngụy trang kín đáo để không lộ diện nhân dạng. Đáng nói hơn, thủ đoạn này khá giống với một vụ trộm cắp mà công an quận đang thụ lý nên quyết tâm tìm ra đối tượng được đặt lên cao nhất. Sau khi tiếp nhận thông tin hai vụ trộm cắp tài sản đột nhập xảy ra trên bọn phường, nhận thấy là vụ việc có tính chất nghiêm trọng và khả năng đối tượng tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội gây mất an ninh trật tự, thì lãnh đạo công an quận Cẩm Lệ đã chỉ đạo đội cảnh sát hình sự tập trung qua đó phối hợp công an phường Khuê Trung để mà xác minh làm rõ đối tượng. Thì qua gần 2 ngày truy xét, chúng tôi xác định được đối tượng là xuất hiện ở tại khu vực đường Phan Đăng Lưu. Thì xác thấy đối tượng có khả năng là có số tiền lớn và sẽ bỏ trốn nên đã tập trung lực lượng để bắt giữ. Đối tượng là Trần Phạm Phước Thành, 27 tuổi, trú quận Hải Châu, là thủ phạm gây ra các vụ đột nhập vào nhà dân trên địa bàn quận Cẩm Lệ thời gian qua. Khám xét nơi ở của Thành, công an quận phát hiện gần như toàn bộ số tiền trộm cắp được cất giấu. Ban đầu, Thành ngoan cố chối tội, nhưng với bằng chứng rõ ràng, Thành phải cúi đầu thừa nhận.
Thì em đi vào những cái đường rãnh luôn của những cái nhà, và em đi vào đi thấy những cái nhà không chốt khóa cửa, thì em lẻn vào phía trong và em lấy tiền với điện thoại. Xong thì tiền đó thì em đi xài để chơi game. Bằng vỏ bọc tài xế công nghệ chuyển phát hàng hóa, Thành dễ dàng vào tận sâu các khu dân cư mà không gây nghi vấn gì. Với thủ đoạn tương tự, Thành còn thừa nhận đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp khác trên toàn địa bàn thành phố. Thì trong thời điểm nắng nóng này thì đa số người dân chúng ta là hay chủ quan, mở cửa đường lùn, mở cửa các cửa sổ để cho lấy không khí bên ngoài. Thì đây là một cái điều kiện thuận lợi để các đối tượng lợi dụng để đột nhập vào thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Thì qua đây thì cũng mong bà con chúng ta nên cảnh giác hơn và bảo vệ tài sản của chính mình. Đang được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú để chờ ngày xét xử về tội trộm cắp tài sản, thì Trần Phạm Phước Thành lại tiếp tục đi gây án trộm cắp. Cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Cẩm Lệ đã hoàn tất hồ sơ và khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam với đối tượng Thành. Đây tiếp tục là bài học để mỗi người dân nâng cao hơn ý thức cảnh giác, phòng ngừa trước thủ đoạn trộm cắp dễ dàng xảy ra nếu còn sơ hở. Thưa quý vị và các bạn, với những ưu điểm như đảm bảo an toàn, thân thiện với môi trường, không sử dụng cửa nên dễ dàng ngắm nhìn cảnh quan đường phố, xe điện du lịch đang trở thành phương tiện được khách du lịch thường xuyên sử dụng tại thành phố Đà Nẵng. Tuy nhiên, bên cạnh những tiện ích mà phương tiện này mang lại thì cũng tồn tại không ít những bất cập trong công tác quản lý. Trên các tuyến phố, nhàn nhãn các xe điện vi phạm giao thông để tranh giành bắt khách, khiến giao thông trở nên hỗn loạn và tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn. Cái xe điện này thì thực tế là đi nó dễ đấy, nó phương tiện nó dễ dàng hơn cái xe cơ giới đấy, nó đi nó sạch sẽ và nó đi nó an toàn, du lịch khách du lịch biết là đi là nó gọi chung là thoải mái. Một ngày thì chạy khoảng 10 máy 20 chuyến này, khách thì cũng đang đông dần. Thế nhưng cùng với những tiện ích mà phương tiện này mang lại, khi xe điện đăng ký hoạt động ngày một đông thì vấn đề quản lý cũng gặp không ít bất cập. Theo quy định của Ủy ban Nhân dân thành phố, xe điện du lịch chỉ được phép đón trả khách ở một số tuyến đường và địa điểm cụ thể. Nhưng trên thực tế, nhiều tài xế xe điện lại hoạt động như taxi. Chỉ cần khách gọi và cho địa chỉ, những xe này sẽ đến tận nơi để đón và chở khách đi tham quan, bất chấp đó là tuyến đường không được phép hoạt động. Còn đây là những hình ảnh cũng không mấy xa lạ với người dân và du khách dọc tuyến biển. Xe điện ngang nhiên dừng đổ nơi đường bộ giao nhau, ngay vạch kẻ đường dành cho người đi bộ hay cắt đầu những phương tiện khác để đón trả khách. Trước các nhà hàng khách sạn, các phương tiện này dàn hàng ngang, 2-3 xe cùng đổ song song, bất chấp vi phạm giao thông chỉ để bắt được khách. Và hầu như cả tài xế lẫn khách du lịch đều không ai thắt dây an toàn, mặc dù trên xe được trang bị đầy đủ. Phòng cảnh sát giao thông đã tham mưu cho nó chỉ đạo các địa phương và các đơn vị phối hợp với nhau tiến hành tuần tra kiểm soát và có cái xử lý một cách nghiêm túc. Gần đây nhất là chúng tôi xử lý 5 cái trường hợp do cái vi phạm việc lấn làn và dừng đỗ không đúng nơi quy định. Trong đó cũng có một số cái thông tin từ cái người dân và du khách cung cấp cho cái lực lượng cảnh sát giao thông thành phố. Chúng tôi đã mời lên xử lý và cũng đã hướng dẫn cho các cái doanh nghiệp này hoạt động đúng theo cái quy định số 12 của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã ban hành. Xe điện du lịch chủ yếu hoạt động trên địa bàn quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn. Trước tình trạng bát nháo của phương tiện này, các lực lượng chức năng thường xuyên tăng cường tuần tra kiểm soát, nhắc nhở và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, đặc biệt là trong thời điểm Đà Nẵng đang bước vào mùa du lịch. Vào trong khoảng thời gian vào mùa du lịch trên địa bàn quận Sơn Trà và chủ yếu là khách du lịch, cho nên là xe điện hoạt động rất là đông và thường xuyên hoạt động vào các khung giờ cao điểm như khoảng tầm 4 giờ chiều đến 20-21 giờ đêm. Nên lực lượng cảnh sát giao thông trật tự của công an quận Sơn Trà thường xuyên tăng cường tuần tra kiểm soát các con đường trọng điểm và nhắc nhở các trường hợp và xử lý để đảm bảo an ninh trật tự và giao thông được thông suốt trên toàn tuyến địa bàn. Anh đậu đỗ dừng xe không đúng quy định, trong bãi đỗ anh đang ngồi xe mới dừng không đúng quy định. Nhưng mà có cảnh sát giao thông nhắc nhở thì anh sẽ rất là nhiều. Đà Nẵng hiện có 4 doanh nghiệp với 85 xe đăng ký hoạt động xe điện phục vụ chở du khách trong phạm vi hẹp.
Bên cạnh việc siết chặt quản lý, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Đà Nẵng cũng đang làm việc tuyên truyền với các chủ doanh nghiệp kinh doanh loại hình này để quán triệt và nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ và ý thức tham gia giao thông của các tài xế. Chuyên mục An ninh Đà Nẵng tuần này đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.